Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt người theo dõi trên Facebook. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Facebook nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái phần ba gạch là cái phần menu này các bạn bấm vào. Rồi, sau đó các bạn bấm vào trang cá nhân Facebook của mình. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào chỉnh sửa trang cá nhân. rồi các bạn kéo xuống các bạn bấm vào chỉnh sửa hoặc là thêm nha ban cái chữ chi tiết này thì nó có cái chữ chỉnh sửa hoặc là chữ thêm các bạn bấm vào rồi bước tiếp theo các bạn kéo xuống nó có cái mục là người theo dõi này thì bây giờ các bạn tích tắt ở cái ô vuông này đây nha tích tắt đi như thế này nha rồi các bạn bấm vào lưu rồi sau đó các bạn quay ra trang cá nhân facebook của mình rồi các bạn lót lại nha đó vậy là mình đã tắt người theo dõi trên Facebook thành công. Còn bây giờ các bạn muốn tắt những người lạ theo dõi mình á thì các bạn vào cái phần ba gạch này, các bạn kéo xuống các bạn bấm vào cài đặt vào quyền riêng tư. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cài đặt. Rồi sau đó các bạn kéo xuống. Các bạn bấm vào người theo dõi và nội dung công khai. Ai có thể theo dõi tôi này thì hiện tại đang để ở chế độ công khai nha. Bây giờ các bạn bấm vào, các bạn chọn vào bạn bè nha. Thì chỉ có bạn bè mới theo dõi mình. Đó, vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách tắt người theo dõi trên Facebook. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.